và các bạn, bắt đầu từ hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2024, Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa phát sóng bản tin sức khỏe với mong muốn cung cấp các thông tin nổi bật về y tế, sức khỏe, các thành tiệu y học phổ biến kiến thức, giúp người dân có kiến thức cơ bản để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chương trình phát sóng vào 8 giờ các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Trong bản tin đầu tiên của năm mới năm 2024, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo mối đe dọa của bệnh sốt xuất, xuất huyết. Thanh Hóa chưa đạt các chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng năm 2023. Nâng cao nhận thức của người dân vùng cao về chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 12 năm 2023, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo mối đe dọa của bệnh sốt xuất, xuất huyết sau khi căn bệnh do mũi lây truyền này xuất hiện tại các nước chưa từng bị ảnh hưởng trước đây. Năm nay, số ca mắc sốt huyết trên toàn thế giới vượt con số 5 triệu người, trong đó có tới hơn 5.000 người tử vong. Trưởng nhóm nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về Abo virus, virus lây truyền qua động vật chân đốt, nhấn mạnh gần 80% số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên thế giới trong năm qua tương đương khoảng 4,1 triệu người được ghi nhận ở châu Mỹ, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, năm 2023, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 27 trường hợp tử vong. Các ca mắc sốt xuất huyết tập trung chủ yếu ở thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố phía Nam, trong đó tại Hà Nội, số ca sốt xuất huyết tăng hơn 3 lần so với năm 2022. Theo các chuyên gia y tế, biến đổi khí hậu là một phần nguyên nhân dẫn tới số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao do mưa nhiều, độ ẩm và nhiệt độ tăng cao hơn tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi phát triển. Từ hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2024, người trên 75 tuổi khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế sẽ được ưu tiên thay vì phải đủ 80 tuổi như quy định trước đó. Trước đây, luật quy định ưu tiên khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai. Luật khám bệnh chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 sửa đổi, bổ sung đối tượng được ưu tiên khám chữa bệnh so với trước là người từ đủ 75 tuổi và người khuyết tật đặc biệt nặng. Bổ sung quy định ưu tiên ngân sách nhà nước khám chữa bệnh cho người có công với cách mạng, người cao tuổi trẻ em, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sống ở biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn người bị các bệnh như tâm thần, phong, truyền nhiễm nhóm A, nhóm B. Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố quyết định phòng xét nghiệm phòng khám đa khoa Melatech Thanh Hóa thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng Melatech Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189-2012 trên lĩnh vực huyết học. Sau hơn một năm triển khai thực hiện và hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định, đến nay phòng xét nghiệm phòng khám đa khoa Melatech Thanh Hóa đã được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 15189-2012 trên lĩnh vực huyết học. Đây là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế. Trước đó, tháng 10 năm 2022, đơn vị này cũng đã đạt chứng chỉ xét nghiệm ISO 15189 trên lĩnh vực sinh hóa. Như vậy, Melatech Thanh Hóa là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện song hành quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế trên hai lĩnh vực sinh hóa và huyết học. Việc đạt tiêu chuẩn ISO 15189-2012 giúp phòng xét nghiệm bảo đảm cung cấp kết quả xét nghiệm chính xác, tin cậy là tiêu chuẩn và cơ sở quan trọng để bác sĩ quyết định phác đồ điều trị chính xác, hiệu quả cho người bệnh. Năm 2023, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng của tỉnh Tĩnh Hóa đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 và chưa đạt mục tiêu trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Cụ thể, tỷ lệ tiêm vaccine viêm gan B sơ sinh 24 giờ đầu đạt 76,3%, trong khi chỉ tiêu là 85%. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm phòng lao đạt 70,3% trong khi chỉ tiêu là 95%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 vaccine 5 trong 1, bạch hầu, ho gà, uốn ván, HIP, viêm can B đạt 46,9%, thấp hơn 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2022 và thấp so với chỉ tiêu là 95%. Tỷ lệ trẻ được tiêm vaccine sởi rubella đạt 76,2%. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine viêm não Nhật Bản mũi 3 đạt 80,1% trong khi chỉ tiêu của hai loại vaccine này là 90%. Nguyên nhân tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt thấp là do nguồn cung ứng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng của cả nước bị gián đoạn. Các chuyên gia y tế cảnh báo tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp sẽ khiến các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát. Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2024 sát ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Trong những ngày nghỉ, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thường trực xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho tuyến dưới khi có yêu cầu. Để đảm bảo việc cấp cứu, thu dung và điều trị bệnh nhân trong những ngày nghỉ, các bệnh viện đã lập kế hoạch điều động nhân lực, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, dự trù số lượng thuốc, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm và các phương án hậu cần, dự phòng cho mọi hoạt động khám chữa bệnh trong những ngày nghỉ lễ, đặc biệt là tại các khoa trọng điểm như cấp cứu, ngoại chấn thương, tiêu hóa. Các bệnh viện cũng đã bố trí kíp trực 24 trên 24 giờ đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hậu cần và trực bảo vệ. Bên cạnh đó, bố trí thêm lực lượng bác sĩ trực thường trú sẵn sàng điều động trong các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, các thiên tai thảm họa và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới. Mặc dù Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa chỉ yêu cầu bắt buộc đảm bảo cấp cứu, điều trị bệnh nhân nội trú trong những ngày nghỉ, nhưng trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 1 năm 2024, nhiều bệnh viện vẫn duy trì hoạt động khám bệnh thông thường nhằm giảm áp lực về số lượng bệnh nhân đến khám đông sau kỳ nghỉ. nay, độ ẩm trong không khí tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đang ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát tán và lây lan. Trong đó, người dân cần đặc biệt lưu ý với bệnh thủy đậu do có nhiều nguy cơ biến chứng nếu không được chữa trị đúng cách. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế Thủy đậu là bệnh lành tính, bệnh nhân thường được theo dõi và điều trị tại nhà. Tuy nhiên, một số trường hợp thủy đậu ở trẻ nhỏ, người suy giảm miễn dịch hay mắc các bệnh mạng tính có thể gây biến chứng viêm màng não, viêm phổi hoặc để lại các di chứng, thậm chí có thể tử vong. Các chuyên gia y tế khuyến cáo khi trẻ mắc bệnh thủy đậu, ngoài việc hạ sốt và uống thuốc theo đơn bác sĩ, phụ huynh cần giữ vệ sinh các nốt tổn thương ra để tránh bụi nhiễm, không bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không hạn chế tắm rửa, ngược lại cần phải vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Về dinh dưỡng, người bị thủy đậu cần ăn uống hợp lý, đầy đủ các nhóm chất protein, đạm, vitamin. Nếu có dấu hiệu sốt cao liên tục không hạ, kèm các dấu hiệu như ly bì, khó đánh thức, nôn, co giật, khó thở thì cần được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Tam Trung, huyện Mường Lát, người dân vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Với mong muốn hỗ trợ và nâng cao nhận thức của người dân đối với chăm sóc sức khỏe, các y bác sĩ trẻ của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực và bệnh viện Đa khoa Hợp lực đã tổ chức hoạt động tình nguyện khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã Tam Trung. Tại bản Lát và bản Suối Lóng của xã Tam Trung, huyện Mường Lát, các bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện của tổng công ty hợp lực đã khám sức khỏe tổng quát, tư vấn cách phòng một số bệnh về mắt, tai mũi họng, huyết áp, tim mạch, xương khớp và phát thuốc chữa một số bệnh thông thường cho người dân. Tôi bị đau khắp người, vướng ở cổ, đau tay, chân, mọi người mà cũng không đi khám được. Này có đoàn bác sĩ đến bàn nên đi khám tìm bệnh, chữa bệnh. Thông qua chương trình, đã có hơn 500 người dân trên địa bàn xã Tam Trung, huyện Mường Lát được khám bệnh và tư vấn sức khỏe. Qua thăm khám, rất nhiều người dân đã được phát hiện các bệnh lý về tim mạch, tiết niệu, tuyến giáp, mắt và xương khớp, được các bác sĩ kê đơn cấp thuốc tại chỗ và tư vấn hướng điều trị tiếp theo cho từng bệnh nhân. Trong buổi khám hôm nay, người sơ bộ thì chúng tôi đã có phát hiện là cũng khá là nhiều bệnh nhân có tăng huyết áp chưa được điều trị, một số bệnh nhân có sỏi thận, có nang gan, nang thận và thậm chí là u tuyến giáp. Thì chúng tôi đã tư vấn, kiểm tra tư vấn những bệnh nhẹ thì chúng tôi đã cấp thuốc và có một số bệnh lý nặng thì cần phải thăm khám và điều trị thêm. Những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số đã được quan tâm với nhiều chương trình chính sách hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn những khó khăn do địa hình, giao thông đi lại khó khăn, thiếu nhân lực, trang thiết bị y tế, nhận thức của đồng bào về chăm sóc sức khỏe còn hạn chế. Điều này đòi hỏi các cấp, ngành đoàn thể và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để người dân miền núi, vùng sâu vùng xa tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bản tin sức khỏe xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.